Bản lĩnh Lê Đại Hành mang trăng lớn hổ dữ ra dọa khiến sứ giả Trung Quốc hồn sư phách lạc. Cuối thế kỷ thứ 10 dưới triều tiền Lê, vua Lê Đại Hành đã khẳng định được uy thế của đất nước với nhà Tống. Từ anh hùng xứ thanh trong thời loạn, Sách Các triều đại Việt Nam cho biết Lê Hoàng sinh năm 941 tại Yên Lập, Thọ Xuân Thanh Hóa, trong một gia đình khó khăn, bố vợ đó mẹ xó chùa. Tuy nhiên khi ông chưa trưởng thành thân phụ thân mẫu lần lượt qua đời, Lê Hoàng làm con nuôi cho một vị quan nhỏ trong họ. Trong cuộc chiến loạn 12 sứ quân, Lê Hoàng bộc lộ rõ tài điều quân đánh trận, nên được tin tưởng giao phó cho 2.000 quân. Sau khi đại nghiệp thống nhất đất nước hoàn thành, thì trong phần phong thưởng, nhà đinh sắc phong cho Lê Hoàng giữ chức thập đạo tướng quân. Điện tiền đô chỉ huy sứ, chỉ huy quân cấm vệ của triều đình khi ông tròn 30 tuổi. Cuối năm 1979 thì vua Đinh Tiên Hoàng và con trai cả Đinh Liễn bị sát hại. Ấu chúa Đinh Toàn mới chỉ 6 tuổi đã phải lên ngôi điều hành chính sự. Lê Hoàng làm nhiếp chính, lợi dụng nội tình đại cầu Việt có nhiều bất ổn. Năm 1980, nhà Tống huy động đại quân xâm lược nước ta và... Dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàng, sự đồng lòng nhất tâm của binh sĩ và nhân dân Đại Cổ Việt, kế hoạch xâm lược của nhà Tống thất bại, một chi lăng, một bạch đằng trong lịch sử được tái tạo. Chiến thắng vang dội này mở ra một thời kỳ mới, nhất là vị thế cho nước nhà trong ngoại giao sau chiến tranh. Đến uy hiếp nhà Tống khẳng định nền độc lập. Sau thất bại cây đắng năm 981, nhà Tống có phần kiên nể Đại Cổ Việt, vua Tống thường xuyên sai sứ, sang phong tước cho vua Lê Hoàng. Và đây là dịp nước ta thể hiện vị thế cũng như phô diện sức mạnh của dân tộc, của đất nước. Năm 990, sứ giả nhà Tống là Tống Cạo đi sứ sang Đại Cô Việt. Lê Hoàng đã phái tướng Đinh Thừa Chính đem cả trăm chiến thuyền sang tận bờ biển Liêm Châu, thuộc Quảng Châu, Trung Quốc để đón tiếp sứ giả. Nhưng kỳ thực, để uy hiếp sứ giả, nhà Tống ngay ở biên giới Tiếp đó, để cho sứ giả biết được nước ta có biển rộng sông dài, đến thời chính cho thuyền đi loanh quanh rồng rã hàng nửa tháng mới tới sông Bạch Đằng. Sau đó thì cũng bằng cách tương tự phải mất cả tháng trời, thuyền của sứ Tống mới tới được Trường Châu, tức là Ninh Bình. Lúc sứ giả sắp đến, Lê Hoàng hạ lệnh cho các tùy tướng thao diễn thủy quân để phô thanh thế. Giữa lòng sông, thuyền lớn, thuyền nhỏ của đại cổ Việt đua nhau bơi chớp nhoáng, trên bến dưới thuyền muôn trống cùng khua vang như sóng động. Cách thành cả trăm dặm, Lê Hoàng tiếp tục cho dồn trâu bò của người dân xung quanh ra phía bờ sông. Nói với sứ tống đó là trâu bò của nhà nước, mặc dù chưa đủ 1.000 con như đã nói, vống là 10 vạn con. Dân chúng cũng được huy động trà trộn vào hàng quân lính đang tổng duyệt càng làm cho quân đại cổ Việt đông đảo hơn hết trên khắp các đỉnh núi trong khu vực Hoa Lương, Lê Hoàng cho cắm cờ xí đài quan sát, ra vẻ như đang bày binh bố trận. Theo lệ, khi nhận chiếu thư của vua Tống từ sứ giả, người nhận tức là Lê Hoàng phải quỳ lại cảm ơn sau đó thì mới được mở ra. Sự hiện diện của chiếu thư cũng như là sự xuất hiện của thiên tử nhà Tống. song Lê Hoàng không quỳ và lấy cớ rằng trong khi cưỡi ngựa bị ngã, sứ Tống thấy vậy đành nín lặng không nói gì theo trần quốc vượng trong những bộ truyện lịch sử để tiếp tục thị uy lê hoàng bố trí các sứ giả ở một nhà riêng cứ cách vài ngày lại sang người mang con trăng dài cả chục trường tới và nói với các sứ giả tống rằng nếu sứ giả muốn ăn sẽ làm thịt thiết đãi lê hoàng còn sai người trối cả hai con hổ mang đến chỗ ở của sứ tống các sứ giả phương bắc kinh hồn bạc vía vì những thú dự của nước việt và từ chối nhận những món quà biếu này trong buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc, những hành động phô diện với sư giả phương Bắc và trực tiếp khẳng định sức mạnh, vị thế và danh dự của Đại cổ Việt với nhà Tống là một điều hiếm gặp trong suốt quá trình ban giao với các nước lớn. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.